Trong vòng ngày mai nếu tôi chưa nhận được tiền thì ông cũng đừng hòng lui tới đây làm ăn, rõ chưa? Cái đám này tao mà không đập cho nó một trận tao không làm người. Làm nhanh gọn thì tao thưởng thêm, an nguy của mấy cô bé đó vẫn là trên hết. Ok. Khốn nạn, đứng lên. Anh, mình phải thương qua Tiết Ngọc chứ anh. Đứng lại. Ê Kim, cả Nunu lẫn ngóng Superstar đều không đi học kìa. Ừ, khả năng là họ đã gặp rắc rối giống như Đông Đông rồi đó. Vô làm sao đây? Hay là mình nhờ thầy cô giúp đỡ? Không ổn đâu. Tất cả mọi người đều biết á, là hai nhóm mình không có ưa gì nhau hết á. Bây giờ mà nói ra không có bằng chứng gì á, chỉ thêm bất lợi thôi. Mà nhóm Ellie với bà Nunu bây giờ á, chắc đang sợ lắm. Mặc dù mấy người đó không tốt với mình thiệt, nhưng tôi nghĩ mấy bà đó không đáng bị vậy đâu. Cả đêm qua tôi đã lên mạng tìm những thông tin và thực tập sinh của BL, xem có manh mối gì không. Không ngờ là họ không để lộ bất cứ dấu vết gì hết. Bây giờ mình phải làm sao đây? Sao rồi? Bữa giờ em có nghe tin tức gì của Đông Đông không? Công ty Big Lion á, không để sơ sẩy trên mạng hết. Ngay cả những bài bóc phốt á cũng bị dập tắt ngăn gọn. Tụi em không tìm chứng cứ gì hết đó. Anh nghĩ đây không phải là lần một lần hai. Nhưng mà nếu như tụi nó đã muốn bắt Đông Đông đi tiếp khách, vậy tại sao mình không bắt trọn ổ ngay tại nơi nó giao dịch luôn? Đúng rồi hả? Nếu mà không tìm được chỗ ở của Đông Đông, sao mình không đánh úp nơi bọn nó làm ăn luôn? Nhưng mà ở đó là ở đâu mới được? Anh có quen một thằng khóa trên, nó là chuyên gia bay lắc luôn. Chưa có một cái bar nổi tiếng nào ở Sài Gòn này mà nó chưa từng đặt chân tới. Tuy là anh không ưa nó lắm, nhưng mà anh nghĩ lần này nó được việc. Vừa mới nhắc Tào Tháo tới rồi kìa. Hey 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 hey, người anh em. Sorry nha, tại vì có vài mối mua hàng cho nên tới tiếp luôn. Đây là Jay, người sẽ giúp tụi mình tìm ra được nơi giao dịch của bọn Big Lion. Anh biết nơi đó thật hả? Anh đâu có biết đâu, nhưng anh biết người nắm thông tin thôi à. Chỉ có vài chỗ đủ trình để chứa chấp những việc đó thôi. Và anh cũng nghe thằng Gin nó nói rồi. Với lại anh cũng thấy em dễ thương đó. Ừ, cho nên anh giúp thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Trời ơi, bà cái đồ quỷ đó mà ơn nghĩa gì. Anh chỉ cần tối nay em lên bar chơi với anh, rồi uống với anh vài chai gì đó, rồi cho anh một đêm banh nóc được không? Bớt xàm nha mày, một lát nữa đi liền đó. Còn cái gì cần giải quyết thì làm lẹ đi. Ok bạn. Bạn nhớ là bạn hứa tôi gì không? Biết rồi. Tôi đây à. Nó là vậy đó. Tuy là hơi cà rỡn nhưng mà được việc lắm. Như vậy là tốt rồi. Tụi em có hy vọng cứu Đông Đông rồi. Ủa, mà nãy anh hứa gì với Giang vậy? À, cái thằng đó có bao giờ chịu làm không công cho ai cái gì đâu. Anh hứa là phải tìm cho nó 5 cặp vé ở buổi concert của DJ nổi tiếng Kala nó mới chịu giúp anh đó. Cái đó khó tìm đúng không anh? Ừ, mở bán 5 phút là hết rồi. Nó chuyên gia tới mấy chỗ đó để bay lắc mà. Mà sao anh tìm được? Anh nhờ ba anh. Chịu khó nghe càm ràm xíu là được mà. Kim à, em cảm ơn anh nhiều nha. Nhờ có anh á mà tụi em có hy vọng cứu Đông Đông. Thấy em lo cho bạn như vậy, làm sao mà anh ngồi yên được. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, cố gắng lên. Thôi cho ngay ngắn vô. Muốn dọ khách hay gì? Gán tiếp khách cho tốt, khách vừa ý thì vui cả làng.
mà còn là sống thì không còn cái răng để ăn cháo. Rõ chưa? Tao dán đi. Mời khách vô. Hàng đợt này á tươi ngon. Hết sảy nha. Đúng là ông anh có mắt nhìn. Các em ở đây ai cũng ngoan ngoãn, xinh xắn trẻ trung. Mà nè, điều đặc biệt á là em nào cũng ca múa hay thì không cần nói. Được. Vậy bây giờ phiền ông anh cho chúng tôi có không gian riêng chút được không? À, tất nhiên rồi. Anh cứ chơi thoải mái. Mày đưa chăm sóc khách cho chu đáo vào. Rồi, tôi đi nha. Phòng tôi ở bên cạnh, có gì gọi tôi. Em làm gì vậy? Chơi với anh chút đi. Anh ơi, để em tiếp cho ạ. Anh không cần em. Anh muốn em này. Anh ơi, bạn ấy chưa quen lắm. Để em thay cho ạ. Cô điếc hả? Tôi muốn cô này. Mấy cô phục vụ kiểu gì vậy? Hay là muốn tôi gọi quản lý? Để tôi qua em ạ. Gái đội 10 có khác. Da dẻ trắng quá. Sao rồi? Mọi chuyện ổn không? Khách có vẻ hài lòng lắm anh. Còn bồn rên con, nó cũng biết sợ. Ngoan ngoãn chịu hợp tác với mình lắm. Mấy cái đứa này lúc nào cũng phải động tay động chân á thì tụi nó mới chịu nghe lời. Nó không chịu rút kinh nghiệm gì hết trơn rồi. Thôi, vô và thắng lợi ban đầu của mình đi. Vô. Không hơn đâu. Làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Ông phải trả lại hết tiền cho tôi. Chuyện gì vậy anh Thịnh? Ông còn hỏi tôi nữa hả? Cái đám ranh đó đó, coi tôi chẳng ra gì cả. Tôi tới tôi kêu tiếp bia, không đứa nào tiếp. Kêu lại gần á thì né tránh tôi như cùi như hủi vậy đó. Nói chuyện thì cọc lóc, hỗn láo. Ông dạy tôi nói vậy sao? Tôi bỏ tiền ra đây mua vé VIP là để mua vui chứ không phải mua cái bực tức vô người. Biết chưa? Anh Thịnh à, anh bình tĩnh lại đi. Tại vì mấy em nó là lính mới, nhưng mà hàng tươi đúng không? Tại vì tụi em dạy dỗ chưa có kỹ nên tụi nó không có biết anh. Bây giờ anh xuống phòng mới đi, em kêu mấy em khác ngon hơn cho anh nha. Thôi thôi đi, không cần giải thích nhiều nữa. Nè, tôi nói cho ông biết, trong vòng ngày mai nếu tôi chưa nhận được tiền thì ông cũng đừng hòng lui tới đây làm ăn. Rõ chưa? Anh Thịnh, anh Thịnh. Mẹ nó, cái đám này, tao mà không đập cho nó một trận tao không làm người. Khốn nạn, đứng lên. Anh, mình phải thương qua tiếc ngọc chứ anh. Nín mày. Ý tụi bay là như thế nào hả? Muốn thi gan với tao đúng không? Đúng không? Tụi bay chán sống thật rồi. Bay cho đuổi khách. Tụi bay muốn thử lòng kiên nhẫn của bọn tao đúng không? Khách hàng là của các ông, không phải là của tụi tôi. Ngay từ đầu tụi tôi chưa bao giờ có ý định làm những việc dơ bẩn đó. Mấy con nhái này, tụi tôi tin tưởng nên mới gia nhập vào cái công ty côn đồ của các ông. Cũng trách bọn tôi quá ngây thơ, mới tin tưởng cái lời hứa được ra mắt làm ca sĩ. Để rồi ngày ra mắt thì chẳng thấy đâu, còn bị lôi vào đây để tiếp khách, bị ngược đãi, đối xử chẳng bằng một con vật. Cho dù các ông có đánh đập giam cầm tụi tôi như trước thì các ông cũng không đạt được mục đích đâu. Một lũ hèn mặt. Mày chửi hay lắm, khá lắm. Mày nói cái gì? Giam cầm đánh đập tụi bay cũng không đủ đô à. Được, như vậy thì tao càng phải mạnh tay hơn nữa. Tao sẽ nhốt tất cả lũ chúng mày vô hầm, cách ly, không cho ăn uống, không cho tụi bay thấy ánh sáng mặt trời, để tao coi thứ tụi bay cứng đầu cỡ nào. Nếu như vẫn còn ngoan cố, tao bắt buộc phải dùng tới thuốc. Chỉ cần nửa viên thôi, nửa viên thôi. Tụi bay nên nhớ ngay từ đầu, đây đã là một cuộc chiến không căng sức. Mấy cưng hiểu chưa? Hả? Ông đừng có dọa tụi tôi. Có chết tụi tôi cũng phải ra khỏi đây. Khôn hồn thì thả tụi tôi ra, kết thúc trong êm đẹp.
Nói hay lắm, nhưng mà tụi mày đang mơ hả? Chính tụi mày đã đặt tay ký vô cái hợp đồng làm thực tập sinh và chịu mọi sự quản lý của tụi tao. Bây giờ tụi bay tính thoát khỏi tay tụi tao như thế nào hả? Là cái bản hợp đồng đó đó hả? Nếu như ngay từ ban đầu có những điều khoản đánh đập giam cầm bọn tôi thì liệu bọn tôi có ký cái bản hợp đồng đó không chứ? Đó là bản hợp đồng vô nhân tính. Các người lừa bọn tôi vào đây, biến tụi tôi thành những kẻ nô lệ mà tụi tôi không hề hay biết. Nhưng mà ai, ai sẽ tin tụi mày? Bằng chứng ở đâu? Where? Tụi bay nên nhớ, tao đang là người cầm cái cán. Chỉ cần tao rút một cái là tất cả tụi mày sẽ phải đứt tay. Bằng chứng? Những lời vừa thốt ra từ miệng của ông có đủ làm bằng chứng để đưa công ra tòa chưa? Mày nói cái gì? Giam cầm đánh đập tụi bay cũng không đủ đô à? Được. Tại sao lại có cái điện thoại ở đây? Em, những lời ông nói đã được thu âm vào đây hết rồi. Chuẩn bị mà vào tù đi. Bắt mày nó, tịch thu cái điện thoại cho tao. Nhảy này. Sao rồi? Có tin tức gì chưa? Cái thằng cha Le Hưng này á. Ly Hưng. Ừ thì Ly Hưng. Thằng cha này đúng là một tay chơi thứ thiệt trong làng chăn dắt gái đó. Tao đưa hình một phát một là nhận ra liền. Sắp tới sẽ có một vụ do thằng cha này chủ trì. Tụi mày đến kịp lúc lắm. Hay lắm Jay. Mày đúng là đồ xịn mà. Từ từ đã. Thằng cha này không theo kiểu mà đấu giá theo nhóm như thường lệ đâu, mà là mua theo lượt. Ai trả giá cao nhất sẽ mua lượt đầu tiên và tùy ý chọn con hàng của mình. Tiếp theo đó là người trả giá thứ hai đi theo sau người thứ nhất. Tao muốn mua cái vé lượt đầu tiên đó. Giá hơi chát đó mày. Và 5% phí cò mồi đó đó. Không thành vấn đề, miễn là thông tin chính xác, ok. Cái độ chính xác thì mày khỏi lo. Thằng này bao. Mày yên tâm. Được, ok, chốt giá tao điều nhanh gọn lẹ luôn. Làm nhanh gọn thì tao thưởng thêm. An nguy của mấy cô bé đó vẫn là trên hết. Ok. Ba chú. Đừng mà, xin chú đừng mà. Dễ thương quá. Rất rụng cho anh đi. Nghe lời chú. Chú quen với bạn con. Bạn con cài chú vô đây để cứu tụi con đó. Con cứ nương theo chú mà diễn. Mấy đứa cũng vậy nha. Nè, nè, cầm đi. Nè, vui quá rồi. Mình rót rượu ra uống đi. Dạ, dạ, dạ. Chơi một chút. Kim. Anh Đông. Thì ra là cái đám tụi mày, cái lũ khốn nạn. Dạ gì đĩa. Cái lũ đĩa đó chuyên hút máu người chính là các ông đó. Bóc lột sức lao động của những cô gái trẻ ngây thơ này. Hôm nay là ngày tàn của các ông rồi. Để coi mày làm được cái gì. Lên. Tình hình luyện tập tới đâu rồi? Dạ, tụi em vẫn luyện tập chăm chỉ, anh yên tâm ạ. Có thật là như vậy không? Chứ theo tình hình ở đây thì chắc không phải là như vậy đâu. Em á, chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh. Chính vì sự xuất hiện của em đã làm cuộc đời anh thay đổi. Nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ.